Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Sống gần cây xanh giảm nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Thưa quý vị và các bạn, cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn có tác dụng cung cấp oxy làm sạch không khí. Nghiên cứu mới về sức khỏe tâm thần của các nhà khoa học Đan Mạch cho thấy sống gần cây xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Nghiên cứu về không gian xanh giúp giảm bệnh tâm thần. Nếu bạn sống ở vùng rừng núi, đó là không gian rất đặc biệt, không khí trong lành, cỏ xanh rực bóng, cành lá rung rinh, chim muông ca hát. Sống trong khung cảnh này giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thư giãn và trẻ lại. Hơn thế nữa, nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch đã tìm thấy mối liên hệ giữa không gian xanh và sự giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tâm thần với tỷ lệ lên tới 55%. Nghiên cứu này đăng trên tạp chí PNAS được ca ngợi là cuộc điều tra lớn nhất về mối quan hệ giữa các không gian xanh với sức khỏe tinh thần. Nhóm nghiên cứu dùng các số liệu thống kê từ hệ thống đăng ký dân sự Đan Mạch về sức khỏe tinh thần, địa vị xã hội, nơi ở từ lúc mới sinh. Họ đã so sánh nguy cơ mắc 16 loại bệnh lý tâm thần ở tuổi trưởng thành với tỷ lệ nhiều ít không gian xanh mà cá nhân đó sống chung khi còn nhỏ. Kết hợp với các số liệu về thu thập hàng năm, quá trình công tác và trình độ học vấn, các nhà nghiên cứu đã có thể đánh giá tỷ trọng đóng góp của không gian xanh trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế xã hội của bố mẹ và hàng xóm xung quanh. Sống gần cây xanh giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh tâm thần và chứng nghiện rượu. Sống gần cây xanh giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh rối loạn tâm thần từ 15 tới 55% tùy loại bệnh. Trong khi các bệnh khiếm quyết về trí tuệ và rối loạn tâm lý không cho thấy nhiều quan hệ, thì chứng nghiện rượu lại có liên hệ chặt chẽ với sự thiếu tiếp xúc với thiên nhiên xanh trong thời thơ ấu. Nhà khoa học Christine Engelmann thuộc nhóm nghiên cứu cho biết, không gian xanh dường như có mối liên hệ tới sức khỏe tinh thần của con người và liên hệ này có tác động ở mức độ tương ứng với các nhân tố khác như lịch sử mắc bệnh tâm lý tâm thần trong gia đình hay địa vị kinh tế xã hội. Chưa hết, tác động của không gian xanh là mang tính liều lượng, thuở thiếu thời, bạn càng dành nhiều thời gian bên thiên nhiên thì càng có ít nguy cơ mắc các vấn đề về tâm thần khi trưởng thành. Vì sao cây xanh lại có tác động to lớn đến sức khỏe tinh thần như vậy? Các nhà khoa học cho biết, có lẽ đó là vì không khí trong lành và yên tĩnh Mùi hương của cỏ cây hoa lá, sự thư thái bình yên mà cây cối đem lại cho sức khỏe con người đã có phần đẩy lùi nguy cơ phát triển các bệnh tâm thần. Vì vậy, nếu có điều kiện, hoặc là bạn nên tạo ra điều kiện để cho con cái sống gần với thiên nhiên, chẳng hạn những buổi dã ngoại, những dịp về thăm quê, những chuyến du lịch lên miền sơn cước hay về với biển xanh. Bạn và các con bạn được ngắm cảnh biển trời bao la hay núi non hùng vĩ, có lẽ rất bổ ích cho cuộc sống hiện tại và sức khỏe tương lai. cây xanh làm giảm căng thẳng. Theo một nghiên cứu gần đây nhất được tiến hành ở Na Uy và Thụy Điển trong môi trường văn phòng với 385 người đang làm việc cho thấy, những người làm việc trong văn phòng có sự xuất hiện của cây xanh có tỷ lệ mắc các loại bệnh văn phòng thường gặp thấp hơn 23% so với những văn phòng không có cây xanh. Đối với nhà ở cũng vậy, việc nhìn ngắm một chậu cây cảnh nhỏ có thể là chậu cảnh để bàn, bạn sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng, thư giãn sau một ngày làm việc mệt và căng thẳng. Ngoài ra, cây xanh sẽ mang cảm giác về giá trị sống, sức sống cho con người. Nhờ thế bạn cảm thấy khỏe khoắn và lạc quan hơn. Cây xanh làm tăng năng suất lao động. Sự hiện diện của cây xanh trong môi trường làm việc cũng là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Con người là tài sản đáng giá nhất của mọi doanh nghiệp và tổ chức. Vì thế, nếu tìm ra một biện pháp nào đó để nhân viên cảm thấy hứng thú làm việc, năng suất lao động sẽ tăng và công ty sẽ có lợi thế so sánh. Nhiều nghiên cứu tại Mỹ chứng minh rằng cây xanh trong nhà chẳng những làm tăng năng suất lao động mà còn giúp làm giảm hiện tượng đau đầu, mệt mỏi và căng thẳng trong môi trường làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hương Yên. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo.